Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái dòng xe ở cái mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu quý vị và các bạn nhé. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc đấy quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký từ năm 2019, đăng ký cuối năm 2019 và chiếc xe đã lăn bánh được 34.000 km rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe này là nhập khẩu 7 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Thứ nhất là chúng tôi cam kết về cái chất lượng của chiếc xe này, là chiếc xe này là full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng đầy đủ, cho nên là chất lượng của nó còn rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đồng hồ công tơ mét chuẩn, đồng hồ 34.000 km là chuẩn. Và cam kết thứ nhất là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản và keo chỉ nguyên bản. Và cái điều quan trọng nữa đối với những chiếc xe 7 chỗ như chiếc xe này là phần lớn là những chiếc xe này là chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ và đồng hồ công tơ mét chuẩn luôn quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 559 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị và các bạn mọi thủ tục, có thể bao sang tên luôn cho quý vị các bạn. Hoặc cái giá, các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, tôi để ngay phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 nhập khẩu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 sản xuất tại Indonesia này quý vị và các bạn nhé. Nhắc đến những cái dòng xe 7 chỗ, nhất là những cái cùng phân khúc với những chiếc xe Toyota Innova, thì chiếc xe Xpander này cũng vậy quý vị và các bạn nhé. Rất được nhiều người sử dụng làm những chiếc xe chạy dịch vụ kiếm tiền quý vị và các bạn ạ, bởi vì chất lượng của nó rất là tốt, thứ hai nữa là giá thành lại rất là rẻ, hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh, cho nên là rất nhiều người đã sử dụng để làm xe chạy dịch vụ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ và máy móc còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, phần đầu của chiếc xe này cũng còn rất là mới, rất là đẹp, nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đậy cabo này, tai này, sơn nguyên bản còn rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Còn nguyên bản rất là nhiều. Đấy, nước sơn nguyên bản và xe cũng đã được trang bị hệ thống đèn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đèn của chiếc xe Mitsubishi này được thiết kế nó tách liền nhau từ đèn pha, đèn led, đèn gầm. Đấy, đều được thiết kế tách biệt liền riêng luôn quý vị và các bạn ạ. Đây, từ những cái đèn này, led này, bên trên là đèn led này, đèn pha, đèn cốt, đèn xi nhan đều riêng biệt hết, đèn dưới là đèn gầm. Đấy, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. 7 chỗ ngồi và xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu là gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, phần nước sơn thì nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị bạn nhé, cho nên là nhìn về cái nền nó rất là đẹp. Tôi để trước ánh nắng như này, lúc này là thời điểm này là nắng rất là to, nếu như mà nước sơn mà không đẹp thì nó rất là lộ quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về phần đằng sau này cũng vậy ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là từ những cái cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Cụm đèn hậu rất là mới luôn này. Ba đời sốc sau cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Phiên bản này, Xpander số tự động nữa quý vị bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đề nổ, start top và bấm tay để mở cửa cả bên lái và bên phụ luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp. Và chiếc xe đã lăn bánh được 34.000 km rồi. Dàn lốp theo xe vẫn còn nguyên quý vị bạn nhé. La răng đúc này, dàn lốp theo xe là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và lốp cũng còn nguyên bản hết.
cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản theo xe luôn quý vị các bạn ạ. Đấy. Và còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Đấy là cái dàn lốp nguyên bản theo xe. Đấy, lốp rất là dày quý vị các bạn ạ. Lốp sơ cua thì lại đặt ở dưới gầm đấy quý vị các bạn nhé. À, đây là cái lốp sơ cua của chiếc xe đấy. Đấy, lốp sơ cua thì tuy nhiên là chiếc xe này lốp sơ cua cũng đã hạ rồi quý vị bạn ạ. Còn lại là rất là đẹp, rất là mới. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất của bên ngoài này thì chiếc xe rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm xước sát gì nhiều, cho nên là rất là mới quý vị các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh bấm tay mở cửa, kể cả cái cánh bên phụ này cũng được bấm tay mở cửa quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn sau này. Xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần này. Táp bi cửa này, keo chỉ cánh cửa này. Đây là cái phần này, keo chỉ của cánh cửa bên lái đây quý vị và các bạn nhé. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, táp bi cũng rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Táp bi thì chiếc xe này cũng đã được thiết kế từ nội thất ra này cho đến, xin lỗi quý vị và các bạn, nội thất chỉ là nội thất nỉ thôi, nhưng mà chiếc xe này chủ xe đã làm thêm là nội thất ra nhé. Nhưng cái táp bi được kết hợp giữa phần nhựa này và phần vân gỗ này, nẹp chrome này, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Được thiết kế thì rất là đẹp đấy. So với những chiếc xe cùng phân khúc, cùng tầm tiền thì chiếc xe này rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nội thất thì những chiếc xe Xpander này thì chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi. Chủ xe cũng đã làm lên bộ ghế da này. Cái bộ ghế da này thì tùy theo sở thích của từng người một về làm thôi. Nếu như quý vị và các bạn không thích cái màu này chẳng hạn thì quý vị và các bạn về có thể làm lại một bộ ghế da. Một bộ ghế da khác cũng rất là rẻ tiền thôi quý vị bạn ạ, chứ không đắt tiền lắm đâu ạ. Đấy, cái việc ghế da này thì cũng rất là bình thường, không có gì là đắt cả. Chúng ta có thể thay đổi màu, nội thất thì rất là đơn giản. Đấy. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 34.000 km thôi, cho nên là chủ xe làm là bộ ghế này nhìn nó vẫn còn mới lắm quý vị và các bạn ạ. Đấy. Và cái bậc cửa này chủ xe rất là cẩn thận, đã ốp bậc cửa này chống xước này và đã trải sàn này, trải sàn da đấy. Đấy, đã có trải sàn da quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn nào mà bây giờ mua về thì chỉ có việc chạy thôi chứ không phải làm gì cả. Nếu như thích thì chúng tôi có thể bao sang tên luôn cho quý vị và các bạn ạ. Đấy. Và đây là cái cụm điều chỉnh gập gương nhé. Gập gương lại gương chiếu hậu gập điện này. Và chủ xe mới bảo dưỡng xe luôn quý vị các bạn ạ. Đây, chủ xe mới bảo dưỡng xe là đang hẹn đến 37.000 nữa thì chúng ta đến thay dầu lần tiếp theo mà mới được 34.000 thôi quý vị bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm, chiếc xe này full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng cơ. Đấy, còn đây là những cái vè che mưa này mà chủ xe đã lắp thêm này. Đấy. Bây giờ mà quý vị các bạn mua một chiếc xe mới về thì lắp thêm linh tinh nha. Từ dán phin rồi lắp cái vè này, lắp cái những cái bộ bậc cửa như thế này. Đấy, mỗi thứ vài trăm nghìn rồi vài triệu vào là cũng hết nhiều tiền đấy quý vị. Đây, lót sàn da đây ạ. Chủ xe cũng đã lót sàn da rồi. Và đây là cái táp bi cửa phía sau. Táp bi cửa phía sau bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, ghế này rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nội thất rất là đẹp, rất là mới. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị cái dàn điều hòa ở bên trên trần quý vị và các bạn ạ. Dàn điều hòa đằng trước này,
đằng trước đằng sau đều có dàn điều hòa, cho nên là cái không gian, với cái không gian xe như thế này là nó làm mát cho cả một cái không gian xe rất là nhanh quý vị và các bạn ạ. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Tôi sẽ bật cái khóa điện lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái đồng hồ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này lăn bánh được 34.000 km và 34.000 km là cái đồng hồ này là đồng hồ chuẩn luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, đồng hồ nguyên zin và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này và kết hợp với vân gỗ. Cái vô lăng của chiếc xe Xpander này cũng rất là sang trọng quý vị bạn ạ, và được trang bị cả cruise control rồi, tức là kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ, đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé, không còn thiếu một cái gì nữa. Và option thì rất là đẹp như thế này, thiết kế thì rất là đẹp, option thì rất là nhiều quý vị bạn ạ. Đấy, với cái thiết kế này thì rất là đẹp, ở những cái xe mà cùng phân khúc thì không thể được đẹp như thế này, và option cũng không thể nhiều như thế này được. Và đây là cái đầu DVD, tích hợp cả màn hình, camera lùi, giải trí bằng nghe nhạc bằng cắm USB này, trang bị khóa thông minh đề nổ start stop này. Đấy, điều hòa. Đấy, đây là cái điều hòa. Điều hòa thì điều hòa cơ thôi quý vị các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là chủ xe đây, quý vị các bạn thấy được là chủ xe này rất là cẩn thận, đã mua cả, dùng cả những cái ốp này này, ốp tay phanh này, ốp cần số này, cho nên là cái cần số này, tay phanh này còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới và rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa sau, tức là cái cốp sau đấy quý vị bạn nhé. Đây, tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn này cùng xem. Đầu tiên thì chúng ta vẫn xem về cái phần keo chỉ đã nào. Đây là những cái phần keo chỉ luôn quý vị các bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản hết đây ạ. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên bản này, và keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía sau. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi đã cam kết rồi. Và thưa với quý vị và các bạn ạ, ở chiếc xe Xpander này thì chúng ta có thể gặp được hết tất cả các hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai lại. Nếu như chúng ta cần sử dụng một cái dung tích lớn để mà chúng ta chứa đồ chẳng hạn, chúng ta có thể gặp được hết cả hai hàng ghế này lại, thì để lại cho chúng ta được một cái không gian khoang hành lý chứa đồ này rất là rộng rãi. Hoặc là có hai người trong gia đình của chúng ta mà muốn đi chơi, đi du lịch, có thể gặp lại để làm giường để nghỉ ngơi dọc đường chẳng hạn, thì cũng rất là tiện quý vị bạn nhé. Đấy, và những cái phần nhựa này, phần nhựa nội thất rất là mới này. Cái phần nhựa nội thất này của chiếc xe này là màu kem, và trần cũng là màu kem. Nếu như cái màu kem này, nếu như quý vị và các bạn mà giữ được sạch sẽ ấy, thì chúng ta làm cái bộ ghế da cũng màu kem, thì cái xe này nó rất là sang và rất là sáng xe quý vị và các bạn ạ. Đấy, thay vì cái màu ghế màu nâu này mà quý vị và các bạn mà phải giữ được sạch sẽ thì chúng ta sẽ làm màu kem. Đấy, thì rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần tháp bi cửa phía sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản đây này. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết. Táp bi cửa cũng rất là mới, rất là đẹp này. Tôi đang quay lúc này thì nó đang ở cái chỗ này, nó hơi ngược ánh sáng một chút, cho nên là quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Trời thì nó rất là nắng, cho nên là tìm được một cái chỗ mà nó râm thì cũng rất là khó. Thường là những cái chỗ râm thì nó lại tối. Đấy, tôi phải để ra chỗ nắng này cho nó sáng để quý vị và các bạn có thể nhìn nó rõ hơn ạ. Chứ để trong bóng tối thì quay lên là nó nhìn nó không được rõ đâu quý vị và các bạn ạ. Tôi phải để ra sáng này, chấp nhận là trời nắng một chút ạ. Đấy, cái bậc cửa này, chủ xe rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận, đã ốp cả những cái bậc cửa để chống xước quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Cánh cửa bên phụ, cánh cửa trước bên phụ cũng được bấm tay mở cửa đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc bản lề còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất này rất là đẹp, không có cái gì để chê được quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề, tất cả những con ốc ở trên cái xe này nó còn nguyên bản hết ạ. Chưa có thay, chưa có sửa chữa một cái gì ngoài cái việc thay dầu bảo dưỡng thôi quý vị các bạn ạ. Đấy, táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Keo chỉ của cái cánh cửa bên phụ, trước bên phụ này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nữa đâu. Anh em thợ nào mà có nhu cầu lấy cho người nhà thì chiếc xe này cũng rất là yên tâm nhé.
Đấy, rất là đẹp rồi. Nội thất rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho phiên bản Xpander 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít quý vị và các bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động. Đấy. Và chiếc xe này thì còn nguyên bản hết, chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản này, từ những cái ốc chân máy quý vị và các bạn nhé, những cái ốc chân máy đến những cái ốc mặt máy này là còn nguyên bản, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 34.000 km thôi, cho nên nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên. Và chủ xe cũng đã độ thêm một vài cái, ví dụ như quý vị bạn nhìn thấy cái dây điện ở trong này đây ạ, là chủ xe đã độ thêm cái bộ đèn gầm bi đây nhé quý vị bạn nhé, bi xenon này mà quý vị và các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã độ lên cái đèn gầm bi xenon. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần ốc cabo, đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản quý vị bạn này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị ngập nước gì cả. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy. Đây là ốc cabo còn nguyên bản này. Ốc chân đèn này, ốc tai này, ốc xương đầu này, tất cả là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 nhập khẩu tại Indonesia này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 559 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì hãy đừng quan tâm vội đến giá nhé. Giá chúng tôi đang bán là 559 triệu đồng. Chúng tôi có thể bớt cho quý vị và các bạn, hoặc chúng tôi có thể bao sang tên luôn cho quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.